chà bắt đầu máy dừng đã sạch chua chua chà bắt cuốn chà rồi chà dừng đã mình xua chua sau đây bông bông thằng ngọc nia trà ngày nay nên khi nhóm chồng và hai bông bông làm pi vị thi thơ trà suki romet trà trà hay suki ni đá cứ miên trà dương miên bả lái ní cứ miên tơ cuôn miên spay bạc cô trà miên mì xua trà hay ní snip pot cà rốt hay ní chi trái bông bông trà trà ní dương miên bạc kia miên mứt miên bả hạt snow chru miên hồ đậu chi trà bả hạt cà hóm hay ní sấy cô trà sấy cô nước nên khi nhóm do sấy cô chọc khăn nhé chà dân bàn hàn rồi thái chà hàn ấy hàn ấy tật sục kỳ nữa á chà chà dân miền tật trái tâm so chẳng chám sục nó hay ní score chà dân miền bồng món pi crop chà ní những khi nhom prat tật á bà sơn chỉ bóng ôn ở miền tật sốt ai đặt chỉ tật sốt bán chà chà dân miền thì chà xem đẹp dân do tầm bồng tâm so nắng á chà ok là xong bóng ôn tam tam mùi thịt vừa tặng ngọc ní nè chờ đấy dương đã tè nơi chị khen mới chờ dương bạc phượng ở cái đài tè lắm này chờ rồi hai dương chả phèn cha châu cho muốn bay kia bài nữa chà đang nghe lời phèn chai những cái đá nhưng chả tâm so chỗ chà dùng con tâm so này láng chơi thị sân đó chà lấy tôm so dưa chặt tam cỏ hoa mới nhá chà bắt đầu mới dưỡng đã sạch tu sửa chà bắt đầu mới dưỡng đã sạch tu hay là mật sửa chà dùng chà châu khuyên hệ sọc á chà bắt đầu mới nhận lại cà rốt chà rồi hay nhận lại thịt cốt cháu chà bắt đầu mới dừng chạm tập trấy chà sụp nó
ចារួចហើយយើងបន្ថែមទឹកទឹកធម្មតាចាយើងទុកឲ្យពុះសិនណាចាំបន្តមកយើងដាក់ស្ពៃបកគោចូលចាត្រកួនចា៎នឹងហើយឡើយនេះបន្តមកទៀតយើងចាក់ទឹកសូគីនឹងចូលណាបងប្អូនចា៎ចា៎រួចហើយយើងកូរសពមកចាបន្តមកយើងវែកប្រឡោះកដាលដើម្បីគូសមាត់ដែរចាំបន្តមកយើងដាក់ប្រហាត់ចូលចារួចហើយយើងដាក់មីសួរចូលចា៎ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសូគីរុំមិតហ្នឹងចា៎ឥឡូវហ្នឹងឆ្អិនហើយណាចា៎បន្តមកនេះខ្ញុំបិទភ្លើងអូខេរួចរាល់ហើយណាអ្នកមួយដំណងមែនទេបងប្អូនចា៎បន្តមកយើងដួសដាក់ចានមកឥឡូវនេះសូគីរុំមិតហ្នឹងចាឥឡូវយើងបានធ្វើរួចហើយចាបន្តមកយើងអាចបន្ថែមជីឆាយបន្តិចមកណាចាអូខេរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាហើយញៀងខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ញៀងខ្ញុំជម្រាបលាបាយបាយ